Lời nói đầu tiên thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự bình yên. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích hậu 50 người xét xử vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Đây là lần thứ hai cái sự việc này được đưa nhau ra tòa. Sau cái sự việc lần thứ nhất thì sự việc lần thứ hai này không có gì thay đổi, và khi trả hồ sơ bổ sung mà cái sự việc mà chúng ta bảo rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thế nào đó, nhưng cuối cùng nó vẫn là một kết quả mà y như chúng ta mà phân tích y chang, không có khác gì cả. Trong cái sự việc 50 người thì cuối cùng chỉ có một cái người bị xét xử thôi, còn 49 người kia mình nghĩ là thứ nhất là số lượng không đúng, số 2 nữa là có thể là những cái hành động của họ không thể nào cấu hành thành cái tội mà để dẫn đến mà họ có bị phạm tội như thế nào đó. Đây là một kết quả làm cho những cái người yêu mến về Thiền Am rất là bức xúc và cảm thấy là rất là buồn phiền. Kể cả bản thân mình cũng không vừa ý với kết quả này. Vì trước đó nhiều YouTuber, nhiều nhà phân tích tài năng, gọi là nhà phân tích tài năng, khẳng định 100% rằng ông T bà M bắt buộc phải bị phạm tội. Tuy nhiên chúng ta chỉ nói bằng vỏ mồm thôi chứ chúng ta không có đưa ra được những bằng chứng tích thực. Thì hôm nay Phương Nam Bay có cái cuộc trao đổi, nói thẳng luôn là cãi lộn vừa khán giả và mình nói về cái sự việc này, và khán giả đưa ra những cái luận điểm rất là hay. Do đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cái luận điểm này, cũng mong là mọi người sẽ cho mình thêm nhiều ý kiến, có thể là trái chiều, có thể là những ý kiến mà hồi đó giờ chúng ta chưa có thể là thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ok, thì trước khi đi vào cái bản tin hôm nay thì tôi thông báo cho vị nghe một cái tin ngoài lề. Trước cái quan tòa thì mọi người đều bình đẳng như nhau, cho dù mình là ai đi chăng nữa, nhưng khi chúng ta có những cái phát biểu mà không đúng và có những cái phát ngôn mà không có phù hợp với pháp luật thì chúng ta phải chịu sự chế tài của pháp luật mà thôi. Mới đây ở trên trang báo Thanh Niên, không biết là cái sự việc là như thế nào thì mình nói cho quý vị, cho quý vị xem. Đó là cô Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Vũng Lò Voi, bị phạt 7,5 triệu vì đưa thông tin sai sự thật trên cộng đồng mạng. Tôi nói cho mọi người biết, cô này là một người rất là nổi tiếng và có những cái việc làm mà cộng đồng mạng rất là yêu thích. Đó là cô đã đứng lên vạch trần một sự thật về cái sự việc mà có một cái ông thần y hay là thế nào đó. Tại vì mình về sau câu việc này mình không biết, nhưng mà mình chỉ nói theo báo thôi. Nếu mà lỡ tới tay cô này thì cô cũng thông cảm, con chỉ đọc theo báo thôi. Muốn thì con sẽ phân tích từ đầu đến cuối cho sự việc này. Thì quý vị biết là cái người nổi tiếng như cô Phương Hằng này, khi mà lên cộng đồng mạng cũng phải công bằng giống như những người khác, sai thì cũng phải chịu phạt mà thôi. Đây là cái thông tin được báo Thanh Niên đưa nghe mọi người, chứ không phải là muốn nói ai sao mà nói. Đây là báo ra. Thì mình nghĩ là cô này sẽ có những cái bình luận vào ngày mai và là hôm nay trên kênh cái trang của mình về cái sự việc mà mình bị phạt 7,5 triệu như thế này. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó, đừng có nói chi mà chúng ta là những cái YouTuber nhỏ nhoi. Chúng ta cái sự việc gì chúng ta biết thì chúng ta nói, chúng ta không biết thì chúng ta đừng có nói. Trên pháp luật ai cũng như nhau, không có ai mà được quyền mà đi trên pháp luật cả. Tôi nói cho mọi người nghe như vậy. Và những lời nói mình cũng góp ý cho cộng đồng mạng hiểu rõ rằng cái sự việc Thiền Am tại sao đến ngày hôm nay mà cái kết quả lần thứ hai này nó vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ rằng là những cái kết quả đó quý vị và các bạn không muốn về kết quả đó. Tuy nhiên trên cái cương vị hồi nãy mình nói rồi đó, đứng trước pháp luật thì người ta ai cũng phải như người nào cũng phải như người nào mà thôi. Ok, xin chào bạn Mạnh Thế Đào. Ok, thì quý vị biết là khi mà chúng ta đưa thông tin sai sự thật thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta là người nổi tiếng hay là một cái người nào đó, nhưng chúng ta phải chịu thôi.
chúng ta phải từ thượng tôn cái sự việc, cái thượng tôn về cái quy tắc mà bình đẳng giữa người và người, và bình đẳng giữa con người và pháp luật. Thì tôi cho quý vị nghe một cái đoạn video clip rất là ngắn. Cái đoạn này thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã cái tình huống này là cái tình huống mà chúng ta tưởng là ăn 10-10 so với cái sự việc mà 50 người. Tuy nhiên theo cái phân tích và cái sự trao đổi vừa mình nói thẳng luôn là cãi lộn với khán giả đó, thì mình nghĩ là chúng ta đã hiểu nhầm. Tôi mong muốn rằng tôi đưa ra một đoạn video này, quý vị và các bạn sẽ cùng tôi phân tích và cho tôi một kết quả có phải là cái phần đó là khán giả đúng hay là không. Ok, đây là đoạn video clip được phát vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Có phải đây là một cái kết quả không mong muốn của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đành chấp nhận mà thôi. Vì nghe nè, để xâm nhập đi vô đây, chúng tôi là ở trong cái thế mà bị cô lập hoàn toàn. Rồi trong đây có ghi nữa là tất cả quá trình ông Thắng cùng với những người đi chung với ông Thắng tìm kiếm Diễm My đã được gia đình bà Cúc ghi hình lại. Thì đó, thì quý vị đã thấy chúng tôi đã ghi hình lại là gì? Ghi hình lại là chúng tôi bị đánh đổ máu, chúng tôi bị xâm nhập vào nhà, chúng tôi bị chửi bới, bị khóa trái cửa lại không cho chúng tôi bảo vệ tài sản của mình. Và họ đi lên tới trên gác để mà lục lọi trong gia đình của chúng tôi. Về ý thức chủ quan thì ông Thắng, bà Mai, bà Hóa cùng với những người đi chung vào nhà bà Cúc mục đích chỉ muốn tìm Võ Thị Diễm My chứ không có ý định xâm phạm, nên không đủ cơ sở để xử lý ông Thắng, bà Mai, bà Hóa và những người đi chung về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Cái điều này thì nó lại càng không đúng nữa, là về ý thức chủ quan thì không đủ không về ý thức chủ quan thì là ông Thắng, bà Mai và những người liên quan chỉ muốn đi vào để tìm Diễm My chứ không có ý định xâm phạm gia cư. Cái câu này là cái câu mà vừa nói và cũng vừa trả lời đúng rồi. Tức là khi mà mình nói cái câu rằng là ông Thắng, bà Mai và bà Hóa chỉ muốn đi vào tìm Diễm My, thì cái câu đó là cái câu đã khẳng định rằng là chỉ muốn đi vào tìm, tức là phải xâm nhập gia đình người ta mới đi vào tìm được, chứ không xâm nhập vào gia đình người ta làm sao mà tìm được Diễm My. Cho nên nổi cái câu mà nói rằng là ông Thắng, bà Mai đi vào tìm Diễm My, tức là đã nói rằng là đi vào là gì, đi vào tức là xâm nhập vào nhà người ta rồi, chứ người ta đâu có mời đâu, nó đâu có ai mời đâu. Đây là cái tình huống mình nghĩ là đã ăn 10-10 so với cái sự việc mà chúng ta xét xử lần thứ hai vào ngày 15 tháng 4, ngày 15 tháng 4, ngày hôm qua đó. Mình nghĩ đây là tình huống ăn 10-10. Tuy nhiên chúng ta đã bị hiểu nhầm tình huống này, và chính những cái người trong cuộc cho chúng ta lại hiểu nhầm tình huống này thì thật là tiếc. Nhưng mà lỡ rồi. Đúng ra tình huống này mình không muốn nói ra, nhưng mà hôm qua cái phiên tòa cũng đã xét xử rồi. Do đó hôm nay chúng ta bình luận là về cái tình huống này, dựa vào cái sự việc mà chúng ta hiểu nhầm về tình huống này. Chúng ta bảo rằng đó là gia đình bé Jimmy đi vào Thiền Am, xong vào Thiền Am chúng ta không có mở cửa, nhưng mà chúng ta không có video nào chứng minh họ không mở cửa. Chúng ta bị nhầm. Nếu chúng ta có thưa một ai đó, ví dụ như tôi thưa thằng Phong Game Mobile vô nhà tôi đang cắp con gà, thì chúng ta phải trưng được cái video clip mà tôi xâm nhập vào đó, chứ không phải là chúng ta bắt người ta đưa cái chi tiết đó chúng ta xem. Chúng ta bị hiểu nhầm chi tiết này, bởi vì mình rất là tiếc cho bên Thiền Am và rất là tiếc cho khán giả Thiền Am. Thậm chí bản thân mình cũng tiếc. Mình cứ ngỡ rằng cặp mắt nào mà các anh thấy tôi mở cửa cho anh đi vào, nhưng không phải. Mình sẽ đặt cái tình huống ngược lại là video nào thấy tôi xâm nhập vào nhà anh thì đúng hơn. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để chúng ta thương người ta. Quý vị thấy là chúng ta hiểu nhầm đúng không? Mình có cái sự trao đổi rất là thẳng thắn với khán giả hồi chiều hôm qua tới bây giờ, sau cái sự việc 50 người xảy ra, và mình nghe đi nghe lại rất nhiều cái đoạn này, thì mình mới nhớ lẻ ra. Đúng ra chúng ta
Nếu chúng ta là những người bảo vệ thiền am và chúng ta yêu mến thiền am, chúng ta sẽ tìm mọi cách để tìm ra được cái video clip mà thấy những cái người hồi nãy giống như Niên Vinh thiền am nói đó, đã xâm nhập vào dân cư bất hợp pháp bằng cách là họ tông cửa họ vào cái là xong, họ leo hàng rào cái xong. Nhưng chúng ta cứ nghĩ rằng bên đó phải chứng minh được có đoạn video đó, nhưng không phải. Chúng ta thương người ta thì chúng ta phải có. Giống như chúng ta gặp một cái thằng ăn trộm, hồi nãy mình đặt cái tình huống thằng Phone Game đó, nó đi vào nhà ta nó ăn trộm đó, thì chúng ta phải có cái đoạn video đó, chúng ta trưng cho cơ quan chức năng thì chúng ta mới là người chiến thắng. Chứ không phải đứng trước cơ quan chức năng chúng ta bảo rằng nếu nói xâm nhập đối với quốc pháp bên nó có video chứng minh không, không phải là như vậy. Do đó trong tình huống này chúng ta đã rất là uổng, rất là tiếc. Đúng ra trong tình huống này chúng ta chỉ cần có một đoạn video clip mà quay được cái cảnh những cái người đó đi vào thiền am là xong. Nhưng mà thực tế tới thời điểm này chúng ta không có. Chúng ta chỉ chém gió cho vui trên mạng xã hội thôi. Quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều khi con xin lỗi cô chú chị và các bạn, con cũng muốn nói rất nhiều vấn đề để cho thiền am được lợi thế, nhưng mà rõ ràng trong vấn đề này mình đã hiểu nhầm tới tình huống này. Chúng ta phải trưng dụng được đoạn video clip ai nhảy qua rào video, ai đạp cửa xong vào video là xong. Nhưng mà chúng ta không trưng ra được, mà chúng ta đòi bên kia trưng cái video này ra. Ai mà ngu khổ mà khờ vậy? Không lẽ thằng ăn trộm nó chui vô nhà mình rồi nó quay cái cảnh nó chui vô đi, rồi nó đưa nó nộp lên cơ quan chức năng để nó mới bị tội? Quý vị thấy là rõ ràng là chúng ta lại bị hiểu nhầm. Bởi vì đây là tình huống rất là tiếc, và đây là tình huống mà Phone Game Mobile đã cãi lộn xanh từ lửa ngày hôm qua tới giờ. Mình tức quá sau khi mình biết được cái kết quả của bên thiền am. Quý vị có thể là vào xem video đó lại và xem thêm nhiều cái kênh YouTube nữa, đừng lên nghe lời thằng Phone Game Mobile này. Nó nói thằng này bây giờ mặt nó xạo lắm rồi, đúng không? Thằng này bây giờ nó nhận tiền của ông T bà M nó xạo lắm rồi, nó nhận 1 tỷ 2 tỷ, nó nhận 100 triệu 200 triệu, đừng nghe lời nó. Nhưng hãy nghe những cái phân tích của mình, có phải là trong cái tình huống này chúng ta đã bị hiểu nhầm về tình huống này. Có ai mở cửa cho vào? Mà nếu đi vào, không đi vào thì tại sao lúc người ta ngăn chặn, người ta yêu cầu đi ra lại không đi ra, mà còn đánh người ta, còn đi vô, còn khóa trái cửa lại? Tất cả đều có bằng chứng mà. Đó. Nếu như vậy thì có lẽ là luật pháp Việt Nam mình khuyến khích cứ việc kéo 50 người bạn, 100 người đi vô nhà người khác để được quyền lục soát khỏi mạng để tìm con hay sao? Vậy thì nếu mà nói như thầy Đức Nguyên thì tức là gì? Tức là về ý thức chủ quan thì nghĩ là mình cứ việc kéo 50 người xong vô nhà người ta được. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng. Thì chúng ta không có cung cấp cho cơ quan chức năng được đoạn video clip người ta xông vào thiền am. Chúng ta chủ quan vấn đề này, chúng ta bảo rằng đó là ý thức chủ quan. Nhưng thực tế chúng ta không có đoạn video clip nào mà ví dụ như alo, mở cửa cho tôi vào. Không, tôi không biết mấy người là ai, tôi không mở cửa, giờ này khuya rồi. Đạp cái bụng cái xu vô, chúng ta cầm cái, đúng là chỉ cần cầm điện thoại chúng ta lên tôi quay cái. Đứng trước phiên tòa tôi nói mấy ông này tự động vô nhà tôi không có mở cửa cho vô. Qua tòa hỏi đâu, ai làm chứng cái đó, chúng ta đưa đoạn video clip ra cái xong hàng, phẻ gu vờ rù. Còn cái này chúng ta đây thì hỏi nghĩ ngược lại là chúng ta bảo rằng họ xâm nhập vào đây bất hợp pháp, quan tòa hỏi video đâu, chúng ta không trưng ra được. Chúng ta cứ ngỡ rằng nếu bên đó không trưng video ra được thì chúng ta sẽ thắng, nhưng không phải. Chúng ta nghĩ nhầm, chính chúng ta là người phải trưng ra video đó, tại vì chúng ta muốn thưa họ mà. Nó thì quý vị thấy là rõ ràng có những cái hiểu nhầm như vậy. Và suốt những tháng qua chúng ta chém gió trên mạng xã hội, thay vì chúng ta tìm những cái người mà đi cái hôm đó, cái hôm mà 50 người xông vào thiền am, mình thấy rất là dữ dội. Mình cũng đã phân tích cho mọi người nghe, rất là dữ dội, rất là nhiều người thậm chí họ không cho thiền am đóng cửa và gây ra một cảnh hảo đoạn mà hỗn loạn, có công an ở đó luôn. Nhưng mà cuối cùng là một đông người như vậy mà chúng ta lại không có tìm được ai để xin được đoạn video đó, hoặc là chúng ta sẽ mua cái đoạn video đó lại. Chúng ta không chịu làm vấn đề đó mà chúng ta lên trên mạng chúng ta chém gió, chúng ta than khổ rồi chúng ta bảo rằng là chắc ăn thắng 100%, ông T bà M phải đi vào cái con đường mà thua thiệt thế nào đó. Thì mình nghĩ là chúng ta chỉ chém gió cho vui thôi.
trên mạng xã hội hồi nãy mình cho mọi người xem rồi đó. Ai cũng phải công bằng như ai thôi. Chúng ta là những người nổi tiếng mà chúng ta thay mặt cho những ai đó, chúng ta dạch mặt một người nào đó, nhưng chúng ta nói sai là chúng ta không phải bị trả giá. Hồi nãy mình cho các bạn xem báo Thanh Niên nói về cô Phương Hằng đó. Cái tình huống đó cũng làm cho chúng ta rất là đáng tiếc. Một cái người mà được xem là một cái người mà có tiếng nói mạnh mẽ để dạch trần một âm mưu, một cái thuyết âm mưu và một kế hoạch hay là một câu chuyện nào đó kéo dài mười mấy năm của một người thần y, nhưng cuối cùng chỉ trong cái tích tắc chúng ta phát biểu bị cơ quan chức năng người ta thu lại một cái, người ta yêu cầu làm rõ vấn đề đó là chúng ta phải chịu thiệt. Mình nghĩ là đối với cô Phương Hằng thì 7,5 triệu chỉ là một cái hạt cát đối với cô thôi, nhưng mà quý vị thấy là rõ ràng là trên mạng xã hội mà chúng ta phát biểu sai là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nhiều khán giả yêu cầu mình nói theo ý họ, nhưng hôm trước mình đã nói rồi, làm theo yêu cầu khán giả là được, nhưng nó phải phù hợp với pháp luật. Có những vấn đề chúng ta nên nói và những vấn đề chúng ta không nên nói, tại vì những cái đó là cái nào chúng ta biết chúng ta nói, chúng ta không biết chúng ta phải đưa nó vào thuyết âm mưu, chúng ta phải không thể nào nói nó như đúng rồi được, và chúng ta ai vua theo. Vì tôi yêu mến Thiền Am quá cho đó, cái đoạn đó tôi không nói, không phải, không được. Trên cái cương vị pháp luật thì tất cả những cái gì có liên quan Thiền Am chúng ta phải nói hết, và phải nói sự thật ra thì chúng ta mới thắng. Do đó quý vị thấy là rõ ràng trong suốt 2 năm qua, tại sao lúc nào chúng ta mới khẳng định là người ta phải bị tội hết, trong khi trong bản thân mình, trong bản thân những người bảo vệ Thiền Am không có đưa ra được một cái đoạn video nào để giúp Thiền Am mà đưa ra được những cái chứng cứ như vậy. Ok, xin chào chị Tina Vũ, xin chào chị Dương Hoàng Thảo Nhu. Thì mình thấy là mình rất là buồn, hôm qua tới giờ mình không nghĩ là Thiền Am chỉ có đi đến mức mà chỉ có mà đi rất tốn rất nhiều thời gian và công sức và tiền bạc mạnh thường quân như vậy, mà suốt một năm qua không làm được gì cả, vì lý do là chúng ta không có cái gì cả để chứng minh tội người ta cả. Trên văn tòa đó chúng ta nói tôi thấy rõ ràng coi được không, nói các cô chú anh chị nói cái thằng khôn game, cái thằng ngu, chứng cứ gần dành ra đó mình còn cãi bướng. Tự tức nhiều cái tức mà người thấy mình có sự ấm ức gì đâu á. Mình nói các cô ơi, không phải như vậy đâu. Đứng trước mà quan tòa, ông quan tòa, chúng ta phải có những lập luận mà có những cái bằng chứng thì chúng ta mới nói chuyện với luật pháp được. Chúng ta đâu có thể mà chúng ta nhìn cái cặp mắt thường, chúng ta bảo rằng chúng ta thấy rõ ràng, ai cũng thấy rõ ràng, nhưng mà cuối cùng là cái tội của người ta không có đúng như những lời chúng ta nói, và chúng ta đang bị cộng đồng mạng dẫn dắt và chém gió. Tôi nói bây giờ thêm 2 năm nữa, 5 năm nữa mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy và không tìm được đoạn video clip. Ví dụ như cửa ta đóng thích kinh thích đây nè, alo mở cửa tôi vào, không tôi mở, đạp bùm cái đi vô trong, chỉ cần một đoạn đó thôi, ai người nào đạp cái cửa đó bung ra, hoặc là ai là cái người mà leo ở trên rào đi xuống một cái, chúng ta sẽ thắng ngay, không cần phải làm cái gì. Nhưng mà trong suốt một năm qua không ai chịu đưa ra những đoạn clip gì, và chúng ta lại suy nghĩ nhầm cái đoạn này. Chúng ta phải là cái người cung cấp cho cơ quan chức năng cái đoạn này, chứ không phải là chúng ta bắt cái người đi vô đó cung cấp cái đoạn này người ta mới là được chánh án, mà người ta phải không bị tội đó nhầm. Là tôi thưa anh thì sẽ cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng về cái đoạn này, đúng không? Còn anh thưa tôi thì anh mới cần cái đoạn này, còn anh muốn giải quan cho mình thì anh phải có đoạn này. Nhưng tuy nhiên đây là cái tình huống ngược lại, rõ ràng là những người bên Thiền Am đang thưa mà, đúng không, chứ không phải bên kia thưa lại đâu. Do đó người ta cần gì người ta có những bằng chứng đó, người ta không cần có. Giống như người đi ngoài đường cái gì, anh nói anh đi xâm nhập vô nhà tôi, ông kia ông cãi lại, cặp mắt nào anh thấy tôi đi vô nhà anh, video nào anh quay được tôi đi vô nhà anh mà nói như vậy đó. Còn các cô chú anh chị và các bạn thì chém gió, tôi thấy tội càng gành gành, nó ác quá ác, ai gặp cũng ác, thằng full game này nó ác quá ác, thằng thanh tử cao nó ác quá ác, Trang Vida nó cũng không vừa, nó ác quá ác, nhóm người được phân trong nó ác quá ác, mà ác thì ác, nói ác thì nói ác, nhưng mà cái bằng chứng để người ta làm những cái điều ác thì không có. Hôm trước đó đưa ra những bằng chứng mà mình nói là coi chừng bị người ta tự thanh giả người ta đưa bằng chứng lên coi chừng, cuối cùng là đâu có nghe mình cảnh báo 2-3 lần còn chửi mình á, mày nhận tiền rõ ràng mày binh, bữa sau mày đập gậy ị hỉ hỉ cái khóc mày
Tại sao mày không bị mà người khác bị? Để tôi phân tích về vấn đề đó, tôi khẳng định vấn đề đó là vấn đề người ta dàn dựng. Quý vị thấy rõ ràng không? Không nghe lời mình nói cái vụ mà ghi âm bung lên mạng, cái tiếng nó rất là rõ. Do đó chỉ có người trong cuộc người ta mới tung cái đó lên, hoặc là những cái đoạn video clip đó được cắt ghép. Không có tin. Trời ơi, thằng Full Game nó là cái thằng mà bởi đích